Vâng, xin được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của em Tớ Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên thị trường xe đã qua sử dụng thì bên em mới về một mẫu xe Toyota Fortuner 2016 số sàn máy dầu. Thì cùng em khám phá qua một chiếc xe cá nhân một chủ biển Hà Nội. Vâng, thì chiếc xe này đã được trang bị đèn bi dạng bóng chiếu LED và cụm đèn pha cốt thì dạng đèn halogen quý anh chị nhá. Vâng, và cụm đèn trước cũng được trang bị cho mình cụm một cái đường viền được mạ cờ zoom. Phần ca lăng trước cũng được mạ cờ zoom rất là sáng. Thay vào đó thì phía dưới chiếc xe cũng được trang bị đèn chiếu sương mù. Nước sơn chiếc xe rất là mới, bóng. Xe một chủ rất là giữ gìn. Lốp theo xe quý anh chị nhá. Vâng, lốp theo xe thì lốp này rãnh lốp rất là dày. Xe chạy chỉ hơn 6 vạn. La răng 17 inch được sơn đen. Đây chiếc nguyên bản chiếc xe mới về đến bên em đây ạ. Xe cũng trang bị phụ kiện theo xe rất là nhiều. Và xe chủ xe đã ưu ái cho chiếc xe là lắp ốp chống xước mạ cờ zoom, tay nắm cửa mạ cờ zoom và đường viền chân kính, gương kính đều được chỉnh điện. Và chủ xe đã lắp thêm được cái dè chắn mưa. Giá lóc thể thao, khi quý anh chị đi xa có thể cho đồ lên phía trên. Cụm đèn sau đấy ạ, rất là mới. Ghế da, hàng ghế thứ ba chủ xe ngồi rất ít nên là rất là mới. Trần thì trần lì, điều hòa đến từng chỗ ngồi quý anh chị nhá, điều hòa đến từng chỗ ngồi. Xe cũng được trang bị ốp bậc chống xước của phía cốp sau, lốp sơ cua. Nguyên bản theo xe quý anh chị nhá. Cảm biến sau rất là an toàn. Xe rất là mới. Chiếc xe về mới về đến bên em thì ghế nguyên bản theo xe. Ghế da. Ngoài ra chiếc xe vô lăng rất là chắc, cầm rất là sần. Chủ xe đi rất ít. Màn hình phía trung tâm trên dưới táp lô. Và xe cũng rất an toàn. Cũng được trang bị túi khí. Ngoài ra thì chiếc xe được trang bị hộp số sàn 5 cấp. Điều hòa thì vẫn là dạng điều hòa chỉnh cơ. Ghế vẫn là ghế ngồi chỉnh cơ. Ngoài tính tiết kiệm và bền bỉ ra thì Toyota về option vẫn chưa được cải tiến nhiều. Vâng. Trải thảm nguyên bản theo xe đấy ạ. Ghế da ngồi rất ít theo năm tháng nhưng mà chiếc xe vẫn còn rất giữ rất là mới. Keo chỉ của chiếc xe thì theo xe luôn quý anh chị nhá, không bị sai một ly. Với một chiếc xe đã qua sử dụng thì em luôn cam kết cho quý anh chị là một chiếc xe bên em không tai nạn, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi. Và chiếc xe không bị ngập nước. Chiếc xe không bị tháo bổ máy và giấy tờ an ninh luôn luôn là rõ ràng. Một chiếc xe, ngoài ra chiếc xe bên em còn đang hỗ trợ cho quý anh chị trả góp lên đến 70% trả góp ngân hàng. Thì chiếc xe này bên em đang có giá bán là 725 triệu nếu quý anh chị em thiện chí. Thì cái giá bên em bán chỉ loanh quanh tầm 725 triệu thôi. 720. Vâng, thì biển thành phố màu đen. Quý anh chị chỉ cần hơn 200 triệu là có thể sở hữu một chiếc xe này về với gia đình. Bên em hỗ trợ trả góp. Và nếu quý vị muốn quan tâm về xe thì cho em xin một like, một đăng ký kênh. Và subscribe cho kênh của em sẽ tặng cho quý anh chị từ 5 đến 15 triệu. 5 triệu đồng khi quý anh chị mua xe và liên hệ vào số điện thoại 0977 500 055. Hoặc đến tại showroom số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Em xin kính chúc quý anh chị một ngày thật nhiều niềm vui, hạnh phúc.
và kiếm thật nhiều tiền. Nhớ ghé ủng hộ em để mua những con xe về với gia đình thân yêu của mình. Em là tới chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Xin cảm ơn.